Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Môi trường và cuộc sống do Đài Phát thanh Truyền hình Đồng Nai phối hợp với Sở Tài nguyên Môi trường thực hiện. Thưa quý vị khán giả, theo Sở Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Đồng Nai, trong giai đoạn 2021-2025, đơn vị sẽ kêu gọi vốn xã hội hóa thực hiện 33 công trình dự án nước sạch nông thôn, trong đó có 10 công trình đầu tư mới và 23 công trình đấu nối mở rộng phạm vi cấp nước từ công trình hiện hữu. Tổng vốn đầu tư cho các công trình này dự kiến khoảng 1,9 ngàn tỷ đồng, trong đó đề xuất ngân sách hỗ trợ gần 800 tỷ đồng, còn lại vốn kêu gọi xã hội hóa. Các địa phương có nhu cầu nước sạch nông thôn lớn trong giai đoạn này là huyện Xuân Lộc, huyện Cẩm Mỹ, huyện Long Thành, thành phố Long Khánh. Để khuyến khích các doanh nghiệp, hợp tác xã tham gia đầu tư và quản lý khai thác công trình cấp nước sạch nông thôn, ngoài các chính sách ưu đãi như giai đoạn 2016-2020, Đồng Nai sẽ sớm ban hành quy định về mức hỗ trợ từng loại hạng mục, công trình đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn. Có quy chuẩn kỹ thuật địa phương về chất lượng nước sử dụng cho mục đích sinh hoạt thay thế cho quy chuẩn 02 của Bộ Y tế. Các địa phương có dự án công trình cấp nước sạch, rà soát quỹ đất, phối hợp và tạo điều kiện thuận lợi cho các nhà đầu tư trong quá trình giải phóng mặt bằng, xây dựng công trình. Theo Đài Khí tượng Thủy văn Đồng Nai, từ nay đến tháng 4 có khả năng xảy ra tình trạng nắng nóng đặc biệt gay gắt, nhiệt độ có thể lên đến 39 độ C. Có thể xuất hiện tình trạng khô cạn và thiếu nước cho các sông suối nhỏ, xâm nhập mặn tăng cường ở hạ lưu sông Đồng Nai, sông ở mức không quá gay gắt. Những ngày trời nóng, mọi người nên hạn chế làm việc ngoài trời, nhất là thời điểm trưa nắng. Nếu bất đắc dĩ thì phải trang bị những biện pháp chống nóng để đảm bảo sức khỏe cho bản thân. Theo dự báo, nắng nóng sẽ còn xuất hiện đến đầu tháng 5 năm nay, xuất hiện làm nhiều đợt, phụ thuộc vào hình thế thời tiết cụ thể. Trọng điểm trong tháng 3 và tháng 4 có xuất hiện nắng nóng gay gắt với nhiệt độ ở không khí từ 37 đến 39 độ C và có nơi có thể xuất hiện nắng nóng đặc biệt gay gắt với nhiệt độ không khí trên 39 độ C. Dự báo từ cuối tháng 4 đến đầu tháng 5 sẽ xuất hiện mưa chuyển mùa, trong đó có một vài đợt mưa trên diện khá rộng. Thời điểm này, người dân nên đề phòng các hiện tượng thời tiết nguy hiểm như dông, sét, lốc, mưa đá kèm theo. Năm nay, mùa mưa chính thức bắt đầu vào khoảng giữa tháng 5. Thưa quý vị và các bạn, nhằm bảo tồn, phát triển các hệ thực vật phong phú và có tính đa dạng sinh học cao, đồng thời đáp ứng nhu cầu tham quan du lịch sinh thái ngày một gia tăng, Vườn Quốc gia Cát Tiên đang xúc tiến dự án quản lý rừng bền vững, kết hợp du lịch sinh thái gắn kết với bảo vệ thiên nhiên. Vườn Quốc gia Cát Tiên có tài nguyên đa dạng sinh học phong phú, cảnh quan thiên nhiên đẹp, nhiều loài động thực vật quý hiếm. Đây là một trong những địa điểm để du khách tham quan và khám phá. Năm 2020, hoạt động kinh doanh dịch vụ du lịch đạt gần 44.500 lượt khách, trong đó khách nội địa chiếm gần 40.000 người, còn lại khách quốc tế với doanh thu dịch vụ đạt gần 10 tỷ đồng. Về với vườn quốc gia Nam Cát Tiên, ở đây em cảm nhận được có một sự không khí cực kỳ trong lành và mát mẻ. Ngoài ra thì ở đây có rất là nhiều điểm tham quan để cho em tìm tòi, trong đó có các điểm như là cây tung, cây gõ ông đồng và các cái gành bến cự, các cái loại cây đại thụ hàng ngàn năm tuổi và có các cái gành nước thiên nhiên tự tạo rất là hùng vĩ và rất là đẹp. Đối với vườn quốc gia Cát Tiên thì chúng tôi đang xây dựng và trình Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn phê duyệt phương án quản lý rừng bền vững và sau đó thì sẽ triển khai đề án phát triển du lịch sinh thái theo hướng là tổ chức các hoạt động du lịch sinh thái gắn kết giữa bảo vệ thiên nhiên rồi đóng góp vào các nỗ lực bảo tồn cũng như là góp phần nâng cao thu nhập, cải thiện sinh kế cho cộng đồng địa phương. Trong thời gian tới, Ban Giám đốc Vườn Cát Tiên chú trọng đến công tác đào tạo đội ngũ cán bộ, nhân viên phục vụ về kiến thức quản lý, chuyên môn nghiệp vụ du lịch gắn với bảo vệ môi trường sinh thái. Và thông tin vừa rồi của chuyên đề tuần này cũng thay cho lời chào đến quý khán giả. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi chương trình. Mến chào tạm biệt và hẹn gặp lại.